Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả các huynh đệ, các anh em trong đạo Tràng Hữu An, tất cả mọi người ở khắp nơi nơi. Hôm nay đạo Tràng Hữu An lại tổ chức phóng sanh tại trường mầm non Hữu An. Và đây là cái việc làm hàng tuần của thầy trò và các anh em huynh đệ từ đạo Tràng Hữu An. Thì vào những ngày 3, 5, 7 vào những ngày 3, 5, 7 thì chúng tôi sẽ phóng sanh chim ở tại trường để các con học sinh chúng ta có điều kiện, chúng ta được phát triển cái tâm yêu thương từ bi, và chúng ta nhận thức được là cái việc yêu kính cha mẹ, thương yêu các loài vật nhỏ và là những việc tốt, là những điều mà trong cái ý thức hệ của các con và nhà trường chúng tôi muốn xây dựng. Đấy. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ lên đây những cái hình ảnh. Ở đây thì có cái chương trình chúng tôi tạo ra là mỗi ngày như vậy, bố mẹ cùng với các con đóng góp 1.000 để chúng ta làm việc tốt. Đấy, chúng ta làm việc tốt và mỗi ngày 1.000 như vậy, với cái tâm chuyên cần như vậy thì các con sẽ thu hoạch được rất là nhiều phúc báo và niềm vui đấy mọi người. Vì chúng tôi cũng đã thực hiện rồi và hôm nay cũng có cái dịp chia sẻ lên đây để đâu đó ở mỗi gia đình này, mỗi bố mẹ chúng ta cũng nên tạo ra những cái hộp, những cái thùng như vậy. Và ngày ngày chúng ta đều cùng với nhau bỏ vào đấy 1.000, tuy nhỏ thôi nhưng mà cái tấm lòng nó xuyên suốt như vậy thì nó tạo ra một cái giá trị rất là lớn cho cái gia đình của mình. Đó, mọi người nhớ nhé. Và 1.000 đó chúng ta sẽ dùng vào những cái việc ý nghĩa như lo cho ông bà bố mẹ này, cứu vật phóng sanh này, giúp người nghèo khó khăn bệnh tật ốm đau này. Đấy, và rất là nhiều việc khác để giúp cho xã hội chúng ta đóng góp một phần công sức vào trong cái việc làm tốt đẹp cho xã hội. Thì đó là cái cách để chúng ta giúp cho con trẻ tăng cường phước báo. Hơn nữa là gì, cái ý đồ thứ hai của chúng tôi ấy là trẻ con có năng lực sử dụng tiền ngay từ bé, dùng vào những việc tốt. Đây này, có một em bé đi học trẻ này, con vào đây, con vào đây đi, con bỏ đi. Đây có một bạn nhỏ mà đi học trẻ, con vào đây để con tự làm việc tốt đi, con làm đi. Đấy, thấy chim không nghĩ. Đấy, bạn ấy vào, bạn ấy vào, bạn ấy bỏ 2.000 đây, bố cho 2.000 nào, bố cho 2.000 làm việc tốt. Rồi con bạn ấy đi học trẻ nữa, con chào các thầy cô nào, con tay cho thầy nào. Rồi, con tay chào thầy. Rồi, con vô lớp đi. Cuối sau, chào cuối sau lại cung kính. Con chào sau nào. Rồi, rồi, cuối sau nào. Ham nhìn chim quá. Rồi, mẹ lại cho bạn ấy 1.000. Đấy, để bạn làm việc tốt. Con làm việc tốt đi. Sợ chim à? Mong manh dễ vỡ thế. Rồi, trong lúc mà tôi đang quay thì có hai em nhỏ đi học trễ. Và như mọi người cũng thấy đó, các em rất là vui vẻ và cùng với mẹ đóng góp vào trong cái quỹ làm việc tốt mỗi ngày như vậy 1-2 nghìn, nhưng mà làm cho các con vui lắm và gia đình chúng ta có thêm phúc báo. Đấy, mẹ vào đi. Hơn nữa là gì, là các con có năng lực sử dụng tiền ngay từ bé, là các con nghĩ rằng là tiền phải sử dụng vào làm việc tốt. Cứ mãi như vậy trong tiềm thức của các con thì sau này bố mẹ khỏi phải lo con mình xài tiền sai mục đích. Và có phải điều hôm nay xã hội hôm nay cũng đáng sợ không, không có phước báo thì chúng ta khó kiếm được tiền, vất vả trong cuộc sống, khó thành công. Nhưng mà có phước báo rồi mà lại không có năng lực quản lý tiền thì chúng ta lại lấy tiền nó làm những việc vô nghĩa. Cho nên có hai cái câu kế bên đấy là gì, có tiền là phước báo và dùng tiền là trí tuệ. Đấy là câu dạy của người trí tuệ và người thầy của thầy giàu, và thầy giàu tâm đắc mãi. Và bây giờ thầy giàu nghĩ ra được cái phương án này để đạt được cái mục tiêu đó, nhằm giáo dục cho các con ngay từ bé. Mọi người thấy có hợp lý không ạ? Nếu chúng ta thấy hợp lý thì chúng ta lan tỏa và chúng ta làm nhé. Mỗi gia đình cũng vậy, hãy làm một cái thùng làm việc tốt nho nhỏ bằng nhựa cũng được, cũng làm y chang như vậy. Đấy, thì cái đó là cái phương án giáo dục hay lắm mọi người. Đây cũng nhờ gọi là cái chỗ dụng tâm chân thành mà tôi nghĩ ra như vậy. Thì các nơi, nhất là các cái trường học hoặc là các cái gia đình chúng ta chủ động chúng ta tạo ra ha. Đấy. Và chúng ta mong rằng có một cái lớp thế hệ học sinh nói đi được và sống được thật tốt. Và
Rồi bây giờ chúng ta làm lễ quy tam bảo cho các chú chim. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng sanh quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng sanh quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng sanh đã quy tam bảo rồi, bây giờ hãy sớm hướng nghiệp chứ. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, chúng sanh con nay xin phát nguyện vãng sanh, cũng xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức lành này và pháp khí này hồi hướng hết thảy cho quý vị. Khi quý vị về với đại tự nhiên, tinh tấn nỗ lực tu hành, sát tấn lẫn nhau buông ác làm thiện, động viên gia quyến của mình cùng nhau tu tập, sớm ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành Phật cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện Hồng Anh Tam Bảo từ bi gia hộ công đức lành này cho khắp chúng sanh pháp giới cũng như anh em khắp nơi nơi đồng phát Bồ Đề tâm, tín nguyện hạnh làm việc lành tới công lý đức, tín nguyện hạnh niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thầy trò toàn trường phóng sinh cứu vật, những chú chim di bé tí 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 bị nhốt trong lòng, kêu lên ríu rít, nhớ quá nhớ quá, tôi rất nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ cha, mau thả tôi ra, bầu trời bao la, các bé lại gần, chim đừng lo lắng, tôi cứu bạn đây. Cửa lòng vừa hé, chim vụt bay lên, ríu rít không quên, cứu mạng chúng tôi. Chim bay đi rồi, các bé vui sướng, trong lòng vẫn vương bài học yêu thương. Các bạn chia tay về nhà rồi.